Nghĩ tiếp theo của mình là về trận đấu trong Indigo. Cái đợt này thì mình vừa mới reset lại mất con Kimurem với Tiachi, cho nên chưa kịp cả Koopa nữa, chưa kịp chuẩn bị, may mà vẫn lọt được vào. Thì trận này thì bên địch thì có Palkia này, Celebi và Jirachi. Thì đợt này mình đã cho con Xenia của mình dùng táo để đọ với cả con Palkia. Thì Xenia dùng táo nó sẽ tốt hơn ở khoảng đi solo này. Tại vì khắc con Xenia này nó sẽ khắc được cái điểm mạnh của con Palkia, đó là tàng hình. Xenia nó không bao giờ chết bởi một đòn chí tử, mà nó sẽ giữ lại 50% máu và tàng hình trong 3 lượt. Trong thời gian này thì nó sẽ tấn công và địch chỉ cứ thế mà ăn đòn thôi. Về solo thì mình không đánh giá cao con Xenia này lắm. Nó tốt hơn trong team. Và tất nhiên là nhiều con nó sẽ tốt hơn nếu mà đang sử dụng táo. Ở đây ví dụ nhiều con như con Hoopa này, Xenia này, Celebi hay như con thủ thì dùng táo nó sẽ giúp sinh tồn tốt hơn. Khả năng thắng ở trong cái Indigo này của nó cũng cao hơn. Nếu mà không có táo thì chắc con Xenia này nó chết nữa. Jirachi 8 sao là một con khá là mạnh ở trong Indigo mà nó lại còn sử dụng táo nữa. Nếu mà con Xenia của mình không dùng táo chắc là thua tức tưởi rồi. Kết quả là thua. Nhưng bạn thấy con Xenia 4 sao này nó đã sử dụng khá là tốt. Tiếp theo con Evento 4 sao của mình có 4 sao thôi nhưng nó cũng rất tốt. Nó khắc những con hồi máu khá là tốt ở khoản đó là cái hiệu ứng của nó làm mình không thể hồi máu được và tự động đánh làm cho địch lúc mà địch đang ít máu. Cho nên mấy con S cộng về sau các bạn nên chơi với 4 sao. Con nào quá tốt như con Celebi chẳng hạn thì đang lên 8 sao.